Ngày 10 tháng 12, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu được nâng lên. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, trong năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ của tỉnh Yên Bái trong năm 2021. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.